Xin chào quý vị và các bạn. Sau khi chị em Minh Anh, Mỹ Anh gặp tai nạn, nếu Hải đang ngày đêm túc trực bên giường bệnh của vợ sắp cưới, thì Việt Lâm cũng không rời nửa bước. Thế nhưng may mắn chỉ mỉm cười với mình Hải Đăng, khi Minh Anh hồi sinh thần kỳ, còn Mỹ Anh thì khó qua khỏi. Nhưng Việt Lâm vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định, anh luôn ở bên đồng hành cùng người anh yêu. Nhưng rồi trong một lần trò chuyện với cô Út, anh vô tình biết được Minh Anh và Mỹ Anh không phải cùng một cha mẹ sinh ra. Cộng với những điểm bất thường của Minh Anh, của bà Nga và linh tính của anh, Việt Lâm dần nghi ngờ thân phận của hai chị em. Anh vội tìm tới chất vấn bà Nga. Liệu anh có tìm được câu trả lời? Hay bà Nga cố tình bao che cho con gái, đổi trắng thay đen, tìm cách xóa bỏ sự nghi ngờ của Việt Lâm là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Rất nhiều chàng trai bước qua đời Mỹ Anh, nhưng lúc cô gặp hoạn nạn, thấy tấm chân tình của Việt Lâm, bà Nga và cô Út dành nhiều thiện cảm cho anh. Quả thật, nếu Mỹ Anh là người luôn an phận, hài lòng với những gì mình đang có, thì Mỹ Anh cũng sẽ có được bến đỗ hạnh phúc như Minh Anh. Đằng này cô là kẻ đứng núi này trông núi nọ, là người luôn chạy theo hào quang nổi tiếng, mới khiến cuộc đời cô thăng trầm như vậy. Sau khi hay tin Minh Anh thoát khỏi cửa tử, hồi phục thần kỳ, trong khi Mỹ Anh 10 phần chắc chín khó qua khỏi. Nhưng Việt Lâm vẫn không từ bỏ, vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của cô. Kể cho cô biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữa hai người. Khi chăm sóc hai cô con gái, dù cả hai bị hủy hoại gương mặt, nhưng bản năng của người làm mẹ giúp bà Nga sớm nhận ra ai là chị, ai là em. Biết được họ đang bị nhầm lẫn, thì bà định nói rõ mọi chuyện. Muốn Mỹ Anh quay về với Việt Lâm, thì Mỹ Anh vì xem Hải Đăng là tấm vé đổi đời, vì khao khát trở thành dâu hào môn, nên cầu xin bà giữ kín thân phận. Trong tình huống đó, nghĩ là Minh Anh không qua khỏi, nên bà mắt nhắm mắt mở, dung túng cho con gái. Nhưng rồi, vào một ngày đẹp trời, kỳ tích xuất hiện, Minh Anh lách qua khe cửa hẹp trở về từ cõi chết. Trớ trêu thay, cô lại mất trí nhớ, không biết mình là ai. Chuyện gì đã xảy ra? Một lần nữa Mỹ Anh dùng trêu nước mắt cá sấu, khóc lóc thảm thiết, cầu xin bà Nga giữ kín bí mật. Bà Nga mủi lòng đứng về chiến tuyến của Mỹ Anh, khiến cho Minh Anh sống trong thân phận của Mỹ Anh. Còn cô em gái mưu mô xảo quyệt, nghiễm nhiên trở thành vợ của Hải Đăng. Hải Đăng và Mỹ Anh nên vợ thành chồng, và Việt Lâm cũng không từ bỏ đi ý định tìm ký ức cho người mình yêu. Nhưng khi ở gần Mỹ Anh phiên bản mới, anh thấy cô khác biệt hoàn toàn. Không còn là cô gái cá tính, ngang tàn, cô trở nên nhu mì, hiền lành. Anh tự trấn an bản thân, có lẽ do vụ tai nạn, nhưng anh chẳng thể nào lý giải nổi. Trái tim anh lại đập loạn nhịp mỗi khi mặt đối mặt với cô gái mang tên Minh Anh. Anh chỉ biết va vào mặt mình để không có sự suy nghĩ tiêu cực. Nhìn thấy tấm chân tình của Việt Lâm, bà Nga và cô Út xem anh như con cái trong nhà. Trong một lần nói chuyện, cô Út dành cho anh những lời khen có cánh. Việt Lâm mà, con bé Mỹ Anh may mắn lắm mới được gặp con. Cô tin sẽ có ngày con bé biết hết mọi chuyện. Các con sẽ sớm về chung một nhà. Việt Lâm lễ phép, con cảm ơn cô Út, đây là việc con nên làm. Rồi anh thở dài. Giả mà con có điều kiện như Hải Đăng, có lẽ Mỹ Anh đã không ra nông nỗi này. Cô Út động viên, con nói gì vậy? Con đã làm hết sức mình rồi, là do số phận của con bé, không được tốt như chị của nó. Nhưng cô Út tin, chỉ cần có được con bé sẽ được hạnh phúc. Ý vào lời ra, cô Út thở dài. Cô Út thương cho con, thương cho Mỹ Anh, cũng thương cho chị hai nữa. Đứa con gái duy nhất mà chị hay rút ruột đẻ ra, yêu nó hơn sinh mệnh của mình. Thôi mà cũng mừng cho Minh Anh, nếu không chị hai sẽ day dứt với người quá cố. Cô Út chợt nhận ra mình lỡ lời, cô vội xua tay. À, ý cô Út là thời gian qua nhìn các con như vậy, chắc chị hai khổ tâm lắm. Nhưng Việt Nam đã nghe rõ từng câu từng chữ, anh gặng hỏi. Lời cô Út nghĩa là sao? Chẳng phải Minh Anh, Mỹ Anh là chị em song sinh sao à? Cô Út tìm cách lảng tránh. Chết rồi, cô Út có việc gấp, giờ cô mới nhớ ra. Khi nãy cô nói linh tinh, con đừng để bụng. Hành động này càng khiến cho Việt Lâm tin rằng trong chuyện này có vấn đề. Rồi anh chợt nhớ lại,
Trong lúc chăm sóc cho Mỹ Anh, có lần cô hôn mê, tự nhận mình là Minh Anh. Nhưng khi đó, anh còn nghĩ do cô còn giận anh nên mới giả vờ như vậy. Cộng với những biểu hiện bất thường của hai chị em, linh tính mách bảo có vấn đề giữa thân phận của hai chị em. Nhưng anh hiểu nếu tìm gặp vị hôn thê của Hải Đăng, anh sẽ không có câu trả lời. Hơn nữa, nếu đó không phải sự thật, thì anh cũng chẳng còn mặt mũi gặp ai. Còn để yên trong mọi việc, anh sẽ lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Anh đánh liều tìm tới với bà Nga. Thấy anh hớt hải chạy tới, bà Nga lo lắng. Việt Lâm, con không được khỏe sao? Bác thấy sắc mặt của con nhợt nhạt. Hay là Mỹ Anh có chuyện gì? Việt Lâm gạt đi. Mỹ Anh không sao, chỉ là có vài thắc mắc con muốn hỏi bác. Bà Nga tươi cười. Bác đã xem con như con cái trong nhà. Có chuyện gì con cứ hỏi đi đừng ngại. Việt Lâm vào thẳng vấn đề. Bác à, Minh Anh và Mỹ Anh có phải hai chị em song sinh không? Đang yên đang lành, Việt Lâm hỏi như vậy, không đơn giản chỉ muốn biết dòng máu chảy trong hai chị em. Bà Nga giật mình, sợ Việt Lâm phát hiện ra kế hoạch thay long cháu phụ của hai chị em. Nếu bà không cẩn thận sẽ để lộ sơ hở, chắc chắn Mỹ Anh sẽ không tha thứ cho bà. Bà vẫn luôn tin một Minh Anh giỏi giang, mạnh mẽ, dù cô có sống ở vai trò nào, trong môi trường nào cũng đều thích nghi tốt, đều nhận được sự yêu thương của mọi người. Bà cố gắng bình tĩnh trả lời câu hỏi của Việt Lâm. Chị em nó đúng là do bác sinh ra. Chúng chỉ ra đời cách nhau vài phút. Mang tiếng là song sinh, nhưng khác trứng, nên cả hai khác nhau về ngoại hình, về tính cách. Không phải chỉ có mình con, mà từng có rất nhiều người hỏi bác như vậy. Câu trả lời của bà Nga quả là rất hợp tình, hợp lý. Đã vậy, gương mặt của bà còn có chút biểu cảm. Bà tiếp lời, Mỹ Anh ỷ nó là em út trong nhà, được mẹ và cô út, chị hai nuông chiều, đến mãi chẳng chịu trưởng thành. Hở tí là bắt nạt mọi người, còn là người yêu nó chắc cũng thiệt thòi. Việt Lâm quên luôn mục đích của cuộc trò chuyện. Anh bị bà Nga thao túng tâm lý. Anh khẽ cười, còn có thiệt thòi gì đâu, con yêu Mỹ Anh là yêu tất cả những thứ thuộc về cô ấy, kể cả tính mẻ nheo, nhõng nhẽo. Bà Nga nắm tay anh bịn dị, cảm ơn con, lúc nào cũng luôn ở bên con bé. Sau khi Việt Lâm rời đi, bà bật khóc. Bà cảm thấy thương cho Việt Lâm, thương cho Minh Anh. Bà cũng giận Mỹ Anh vì nỡ phụ tấm chân tình của anh, chà đạp lên tình thân. Nhưng bà biết làm sao khi kế hoạch của Mỹ Anh giờ ván đã đóng thuyền, cũng không thể thay đổi. Thôi thì xem như đây là sự an bài của số phận. Chỉ cần Việt Lâm và Minh Anh thành đôi, cả hai sẽ được hạnh phúc. Và bà chỉ mong Mỹ Anh không bị danh lợi tiền tài làm mờ mắt. Cô nàng sẽ an phận với những gì mình đang có. Nhưng mong ước của bà có thể hiện thực khi sự thật mãi là sự thật. Sẽ có ngày nó sẽ được đưa ra ánh sáng. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút xem phim thật thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại!